Liên quan đến câu chuyện về giáo dục, chuẩn bị cho năm học mới, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với bậc học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn của thành phố. Theo đó, ngày khai giảng tổ chức thống nhất toàn thành phố là ngày 5 tháng 9, học sinh các cấp học tự trường sớm nhất từ ngày 28 tháng 8, riêng học sinh lớp 1 tự trường sớm nhất từ ngày 21 tháng 8. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng quy định khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 với thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở là trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024.